Xin chào quý anh chị, ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái máy cắt cỏ bằng chạy bằng điện. Đấy, chạy bằng điện và dây cước, cắt bằng dây cước nó rất an toàn nha mọi người. Đấy, bắt đầu chạy đi em, chạy đi. Đấy, bật số to lên em, bật số to. Máy của bên em là điều chỉnh tốc độ được nha mọi người. Bật được số to, số nhỏ, bật được hết. Nó chạy bằng cước thì nó an toàn hơn một chút và nó cắt được cả phát đất luôn. Đấy, cắt được phát đất. Nó có 6 tốc độ điều chỉnh. Còn máy này thì nó mạnh lắm. Đấy, em bật số to em chạy đi. Nó có 6 tốc độ điều chỉnh, mọi người có thể là bật từ số nhỏ nhất là số 1 cho đến số sau cho mọi người. Đấy, mọi người thấy nó cắt hết rồi. Đấy, nó cắt sát luôn. Đấy, cắt đều đi em ạ. Đấy, nghiêng một chút đấy, nó đánh đứt luôn đấy mọi người. Đấy, thấy chưa, phải không ạ? Đấy, máy cắt cỏ này chiều dài của nó là 2 mét cho mọi người. Chiều dài của máy cắt cỏ là 2 mét, có thể cắt bằng kéo dây điện dài dài thì tùy theo cái khuôn viên của mọi người, của gia đình. Đấy, đấy, máy của bên em là bảo hành 6 tháng nha mọi người. Đấy, cái máy này thì nó dễ bảo trì bảo hành lắm mọi người ạ. Nó có thể ra điện cơ gần nhà là họ có thể là biết được. Quan trọng nhất là cái chuỗi than của nó thôi mọi người ạ. Nó chạy bằng chuỗi than motor 100% là đồng. Em đưa sát vào cái dây kia đi. Đưa sát, đây, đưa chân em, đấy. Đấy, giới thiệu với mọi người là máy cắt cỏ là dùng bằng lưỡi sắt cũng được, mà lưỡi cước cũng được nhé. Chỉ cần lắp lưỡi cước vào, bên em ban cả toàn bộ như vậy luôn nha mọi người. Ban cho mọi người toàn bộ luôn. Đấy, bật sát luôn, mấy cây thế là to từ đó ăn hết. Mọi người liên hệ vào số điện thoại bên dưới nha mọi người.